Bây giờ người dân yêu cầu được về nơi người ta xuất phát để người ta giải tán. Người ta không có đứng đây vì chúng tôi không phải trộm cướp các anh. Từ lực lượng công an nè, 113 rồi các thứ, rồi các anh bao vây chúng tôi để làm cái gì? Và các anh như thế này, anh mà các anh sống phải có một cái chính kiến, anh làm cái gì cũng phải có một cái chính kiến. Nó phải đúng và sai. Xin chào kỹ sư Phạm Thanh Sơn ạ. Vâng, xin chào nhà báo ạ. Vâng. Thưa kỹ sư Phạm Thanh Sơn, chúng tôi được biết ông đã có rất nhiều bài báo và rất nhiều công trình nghiên cứu về môi trường, về mưu xít và đã có tác dụng rất tốt trong dư luận quần chúng cũng như trong các giới khoa học để phân tích về những tác hại của mưu xít, định nguyên, rồi bùn đỏ. Rồi gần đây thì ông lại có những bài viết nêu lên thảm trạng của cái nhiễm độc biển ở miền Trung và đến cá chết hàng loạt. Xin ông có thể giới thiệu những cái hoạt động của những cái bài báo đó, nội dung nó đã nói được những vấn đề gì và nó đề cập những vấn đề mà ông thấy rất là nghiêm trọng tới đất nước rồi. Dạ thưa anh, thì theo những con số thì là cái thảm họa môi trường của miền Trung là do cái oxy sắt và kết hợp với xenon và cyanua tạo thành một cái hợp chất chảy dọc theo cái địa biển Bắc Nam. Khi nó tạo gây ra cái thảm họa môi trường thì nó ảnh hưởng đến một quãng độ 250 km bờ biển, và là khoảng, nếu mà tính cái số dân trực tiếp ảnh hưởng trực tiếp được khoảng 10 triệu dân của bốn tỉnh ý. Thì nếu mà chúng ta sẽ giảm con số số xe cánh này với cái số tiền Formosa đền bù được khoảng 500 triệu đô, nếu mà tính trên cái sự 10 triệu dân ấy, thì mỗi người dân thì chỉ được khoảng được độ khoảng chừng độ 50 đô một năm, mà trong một năm thì được khoảng là 0.5 đô. Mà nếu mà tính trực tiếp của 1 triệu dân của một người dân thì được mỗi người được 500 đô, mà trong 100 năm thì chỉ có 5 đô thôi. Còn nếu mà cái ảnh hưởng trực tiếp, nếu mà mình có thể nói là ảnh hưởng trực tiếp đến 100 triệu dân của cái đất nước Việt Nam thì là mỗi người chỉ 5 đô thôi, và trong 100 năm thì không phải có 5 đô. Theo tôi nghĩ là với cái lượng tiền như thế thì cho đến bây giờ đền bù là quá ít, không thể nào đáp ứng được cái cố về môi trường. Ông thì cái việc mà đền bù 500 triệu USD như vậy là nó có cơ sở khoa học không, hay là họ bàn bạc với nhau cái kiểu gì mà đã đưa ra cái con số 500 triệu như vậy? Theo tôi nghĩ là nó không dựa trên cơ sở khoa học, mà nó dựa trên là cái pháp trị, không dựa trên một cơ sở khoa học nào cả. Tức là ngư dân và người dân Việt Nam hết sức bị thiệt thòi với cái lượng khí thải, mà cái chất thải độc hại của nó một năm ra khá lớn, và thế hệ bây giờ và thế hệ mai sau đều bị ảnh hưởng hết trên đời áo. Theo kỹ sư Phạm Thanh Sơn thì cái lượng khí thải mà từ Formosa thải ra như vậy hiện nay nó sẽ còn tác hại đến bao nhiêu lâu nữa? Theo cái số liệu của nó thì được kinh khủng là Formosa là sản xuất ra khoảng 15 triệu tấn thép, nhưng mà cái lượng khí thải là nó đã sản xuất được khoảng thải ra độ 36 triệu tấn một năm. Lượng chất thải nước là 28.000 mét khối một năm, còn chất thải rắn là 9 triệu tấn một năm. Thì với cái lượng như thế thì nó ảnh hưởng kinh khủng đến đời sống của người dân. Họ bảo họ đền 500 triệu với cái tác hại vừa rồi, nhưng mà nếu mà tiếp tục lại họ lại tiếp tục lại tác hại thì lại đền tiếp hay sao hả thưa ông?
Nếu như thế thì theo tôi nghĩ là người ta đền bù, mà mức đền bù là một lần chứ không phải là nhiều lần, thì là giả sử đến sau thì ai chịu, thì thế hệ con cháu chúng ta chịu, cả là các thế hệ còn mai sau của chúng ta chịu. Sao kỹ sư Phạm Thế Sơn dựa trên cái cơ sở nào mà đó phu hô sa lại đền 500 triệu? Đây là cái quyết định của chính phủ đưa ra nó phải đền hay là tự nó đưa ra nó đền? Quyết định này là tự chính phủ đưa ra mà không qua thông qua một cái tòa án độc lập. Thành ra khi không thông qua một cái tòa án độc lập thì nó không có trợ giá trị về mặt pháp lý. Thảm họa Phu Hô Sa như vậy thì theo ông nó còn kéo dài bao nhiêu lâu nữa, và cái hậu quả như vậy thì nó có phải là một cái sự đánh giá, là cái sự trách nhiệm của những người lãnh đạo đất nước này đối với người dân không? Dạ thưa nhà báo, thì cái tác động của Phu Hô Sa này theo những cái bài báo phân tích thì là nó phải ước chừng nó tầm 100 năm. Mà 100 năm thì nó kinh khủng lắm, vì 100 năm thì nó phải 5 thế hệ, nó phải ảnh hưởng đến 5 thế hệ. Mà nó ảnh hưởng đến 5 thế hệ, mà cái trách nhiệm của người ký là cực kỳ nặng nề. Vừa rồi có một dư luận rất rộng rãi, kể cả quần chúng nhân dân, những nhà khoa học đều nói rằng là Phu Hô Sa phải đóng cửa, phải vĩnh viễn đóng cửa, chứ còn tiếp tục hoạt động thì nó còn hậu quả còn càng nghiêm trọng, không những 100 năm mà cả mấy trăm, bao nhiêu trăm năm rồi xong nữa. Ông bình luận sao về ý kiến này? Theo tôi nghĩ là phải đóng cửa Phu Hô Sa, thì là theo những con số là mình Việt Nam mình ung thư là thứ hai thế giới, một ngày đã chết được tầm 200 người rồi, mà bây giờ mà với Phu Hô Sa nữa thì nó là không hiểu, nó sẽ chắc là Việt Nam phải đứng trên nhất thế giới về số người chết vì ung thư lắm. Ông nghĩ sao về cái trách nhiệm của những người lãnh đạo Việt Nam trước cái thảm họa Phu Hô Sa này? Trách nhiệm của người lãnh đạo Việt Nam, theo tôi nghĩ là các người lãnh đạo Việt Nam vẫn chưa làm hết trách nhiệm. Thì là cái thảm họa môi trường đã xảy ra 3 tháng, thì đối với mình người là tư duy rất hết sức bình thường, chỉ cần học lớp đến lớp 11, 12 trở lại thì người ta cũng có thể phán đoán là Phu Hô Sa là do chất thải của là do công nghiệp than thải ra rồi, chứ không cần phải là một cái bộ máy lãnh đạo từ trên xuống dưới, từ tỉnh đến trung ương và các địa phương. Là một người rất bị hết sức bình thường, người ta có thể chỉ cần học lên toán lớp 9, hóa lớp 8, lớp 9 là người ta có thể phân tích được tương đối rồi, là cho giả sử nó là gồm có sắt, là xe mua, là chia nua, là giả sử là nếu mà có cái tổng hợp như thế thì người ta cũng có thể là phân tích được rồi. Là những cái chương trình đơn giản học lớp 9 thì cũng phải là lợi đến 8, lớp 9 thì cũng phải là cần đến các nhà khoa học, là trên nhà nào. Thảm họa môi trường do Phu Hô Sa gây nên là cực kỳ nghiêm trọng. Người dân đã phẫn nộ biểu tình phản đối bảo vệ môi trường một cách rất là kiên quyết. Tuy nhiên nhà nước lại trật đàn áp những cái cuộc biểu tình như vậy mà lại rất là gương nhẹ với Phu Hô Sa. Ông nghĩ sao về cái trách nhiệm của nhà nước với người dân ạ? Trách nhiệm của nhà nước nói chung là theo tôi nghĩ là trách nhiệm của nhà nước đối với người dân là vô cảm đấy. Thì là bọn tôi đã chứng kiến những cuộc biểu tình là đàn áp kinh lắm, tức là nhìn bờ hồ không còn một người nào nữa. Tức là anh bác đi qua là như người mồm bờ hồ những là chiến tranh năm 1972, tức là gần như là chặn hết đường, không còn người nào nữa, kinh khủng lắm ạ. Tức là nó dã man lắm, đàn áp. Và tôi chứng kiến là những lúc bờ hồ gần như là không còn người nào nữa, ai mà chỉ cần ra bờ hồ là lên xe thùng này. Ngày 7/7 tại Quảng Bình, hơn 3.000 người dân cầu xe đã biểu tình để lên án cái thảm họa Phu Hô Sa và đòi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đối với dân. Và cuộc biểu tình nó đã đạt ra một cái đẫm máu, nhiều người đã bị công an xả súng và bắn bị thương và trọng thương. Ông Bình Xuân luận sao về thái độ của nhà nước gọi là do dân, vì dân và của dân là như vậy? Theo tôi nghĩ là người dân người ta bức xúc, người ta cũng ném đá, và chính quyền thì cũng đàn áp đấy. Thành ra là theo tôi nghĩ là cái sự việc cũng đẩy lên mức cao rồi, cái cao độ rồi, không còn cái giới tiến, tức là có thể nói chuyện với nhau nữa, mà bằng gậy gọc và súng ống. Thì nói chung là theo tôi nghĩ là nếu theo hiến pháp của Việt Nam điều 25 thì cái quyền biểu tình là cái quyền của người dân, quyền thể hiện cái chính kiến của người dân, thì nhà nước này phải nên đảm bảo, tức là đảm bảo chỉ trông giữ trật tự cho người ta để người ta đi biểu tình thôi, thể hiện cái chính kiến người ta. Chứ còn càng đàn áp là càng lên cao, nhân dân thì là chỉ đấu bọn Phu Hô Sa thôi, nhân dân bây giờ lại là đối đầu trực tiếp với nhà nước cộng sản, chứ không phải là
như ngày xưa nữa. Xin cảm ơn kỹ sư Phạm Thái Sơn ạ. À.